Xin chào các bạn. Khi cái dây cáp máy giặt của các bạn nó bị hư hoặc là các bạn di chuyển nhà và di chuyển máy giặt thì tháo cái đầu của dây cáp nước này ra, và khi vặn trở lại thì nó ưa bị chảy nước ở cái vị trí này. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cách để gắn cái đầu này vào mà nó không có bị chảy nước. Công việc rất là đơn giản. Bây giờ mời các bạn quan sát cách làm nhé. Khi chúng ta gắn cái dây cấp nước máy giặt vào cái nguồn nước thì nó hay bị xì ở cái đầu này. Nếu bạn nào biết cách làm rồi thì nó rất là đơn giản. Nhưng bạn nào chưa biết thì nó cứ lây hay hoài, nước nó vẫn cứ xì ngay chỗ cái đầu cấp này. Bây giờ mình chia sẻ đến các bạn cách làm là nó rất là đơn giản. Chúng ta mua về thì chúng ta nới mấy con ốc này ra nè. Nới mấy con ốc ở cái đầu cấp này. Và chúng ta lấy cái miếng nhựa này ra nha. Miếng nhựa này bây giờ nó hết chức năng rồi. Nhà sản xuất để vào đây để giữ cái miếng ron đen trong này lại nè. Và các bạn nới cái này ra để lấy rời cái đầu này ra nè. Đó, các bạn chỉ cần kéo nhẹ xuống là nó sẽ lấy riêng cái này ra được. Và bây giờ chúng ta cầm cái này để gắn vào cái nguồn nước nè. Các bạn đầu tiên là các bạn phải nới cái này ra nha, nới cái răng này nè. Các bạn không nới cái này ra mà vặn vào trong cái nguồn nước là nó cứ bị xì hoài, nguyên do là như vậy. Bây giờ các bạn nới ra một ít nè. Nới ít thôi, không có để nó rớt ra rời ra nha. Nới ra như thế này và chúng ta đặt vào đây. Đặt vào cái này là cái răng ngoài 21. Cái đầu này là răng ngoài 21 nè. Chúng ta đặt vào đây là nó vừa. Và chúng ta vặn bốn con ốc này lại. Vặn cân đối bốn con ốc nha. Và chúng ta lấy cái tu vít vặn đều bốn con ốc, nó giữ vừa phải là được. Và bước tiếp theo quan trọng là để cho nước không có bị chảy rò rỉ là các bạn phải nâng cái này lên nè. Nâng cái vặn cái này lên nè. Vặn lên là cái này nó sẽ ép cái ron đen hồi nãy á, nó ép vào trong cái đầu răng 21 này thì nước nó sẽ không bị xì. Các bạn sơ ý là không có vặn cái này lên nè. Cho nên nó bị xì nước là nguyên do như vậy. Bây giờ chúng ta vặn cái này lên nè. Thì cái này nó sẽ ép vào cái ron đen đó, nó ép lên trên cái đầu 21 này thì nó không có bị xì nước. Và tiếp theo là chúng ta gắn cái đầu này vào thôi. Chúng ta nới lại như vậy để cho nó ăn khớp vào. Thế là xong, công việc đã xong nha. Và các bạn lưu ý là chúng ta không có để cái đầu này ngay chỗ cái nước chảy vào. Nếu như nước chảy vào đây thì nó sẽ nhanh bị mục cái này nè. Cái này nó làm bằng atimon. Nếu nhỏ nước vào lâu ngày nó thì nó sẽ bị rò rỉ nước chỗ này. Nó sẽ bị oxy hóa thì nó nhanh mục cái này. Và khi các bạn vặn cái này thì vặn vừa tay thôi, đừng có vặn mạnh quá. Và chúng ta cũng không có cần sử dụng su non để quấn cái răng. Chúng ta chỉ cần làm như vậy là nó sẽ chắc và nước nó không có rò rỉ nữa. Các bạn chỉ cần lưu ý một tí như vậy thôi nha. Bây giờ mình mở ra mình chỉ cho các bạn một tí xíu nữa thôi. Đây, nguyên do là nước nó chảy là như thế này nè. Các bạn thấy cái ron ở trong này nè, cái ron màu đen nha. Ron này có tác dụng là ép lại để giữ nước không có bị rò rỉ ra.
Cho nên khi các bạn gắn á, là nên nới cái răng này ra nè, và ép vào đây, vặn đều mấy con ốc này lại, vặn vừa tay thôi nha. Và các bạn vặn giữ canh sau cái răng 21 này nó chính giữa cái đầu cấp này là được. Và sau khi vặn chặt xong á thì chúng ta nâng cái này lên lại nè, chúng ta siết chặt cái này lại nè, có tác dụng là nó giữ cái ron đen lại, nó ép cái ron này lại nè, và nước nó không có bị rò rỉ. Và xong chúng ta gài cái này lại. Rồi công việc đó hoàn thành. Video đến đây xin kết thúc. Mời các bạn bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình với nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.